đây là một cái cây ổi tôi cực quý luôn này. Trước xin nó về thì uốn tạo nó thành cái cây lên chậu rồi anh em ạ. Đây là cái cây này được làm khá nhiều video này. May ở trong YouTube thì nó có một cái video đề xuất là nó cũng được gần 2 triệu, chứ còn nếu mà không thì chắc thì nổ cái công đào. Cái cây này thì rất nhiều anh em trả tôi nhé, có anh em trả tôi đến 16 triệu rồi đấy. Mà tôi lại không bán, tại vì do là nó hàng cồng cành, cứ muốn giữ lại để làm cho nó đẹp, cuối cùng chết uổng thật. Cái này chết là tiếc lắm. Mình cứ chủ quan đấy, trước thấy nó cứ heo héo, mình cứ không nhổ lên, mình xử lý bùa rễ thôi. Bên dưới này rễ hỏng hết do cái đất này, đất nó hóa bùn. Phí thật.